Ngày 3 tháng 6, Thánh Carolo, Thánh Ferro Lagonga và các bạn tử đạo. 1885-1887. Dân da đen sống ở miền Uganda, Trung Phi. Thuở ấy chưa hề nghe đến tên Chúa. Ma quỷ còn thống trị họ với mọi thứ phù phép. Họ chém giết lẫn nhau và ăn thịt nhau nữa. Trẻ em thì bị bỏ rơi, đàn bà thì bị coi như thú vật, phải làm việc mệt nhọc và bị sát hại theo sở thích của đàn ông. Ngày kia, hai cha thừa sai, Lauro và Livinghack, đến với họ sau một cuộc hành trình đầy cực khổ. Các ngài đến gặp nhà vua trong chòi của ông và buổi đầu mọi sự thật tốt đẹp. Các ngài tận tụy phục vụ. Dân da đen đã không bao giờ tưởng tượng được điều các vị thừa sai nói cho lại là điều tốt đẹp như vậy. Họ có một người cha trên trời đã yêu thương họ đến nỗi đã ban con mình là Chúa Giê-xu đến cứu chuộc họ. Và Chúa Giê-xu lại chết trên thánh giá để cho họ được về trời với người. Như thế, họ lại không yêu mến, vâng phục người để được gặp lại người trong hạnh phúc bất tận hay sao? Để được như vậy, họ quyết yêu thương nhau theo luật Chúa để trở nên tốt hơn. Khi đã cố gắng lãnh phép rửa tội, Chúa Giê-xu đổ tràn ơn thánh vào trong lòng họ và kết hợp với họ trong bàn tiệc thánh thể. Nhà vua cũng rất thích điều các cha nói. Những điều các ngài rao giảng làm cho các phù thủy và bọn người Ả Rập buông người giận dữ. Một thị động bị vu oan và bị thiêu sống. Anh ta xin được rửa tội và đã can đảm chịu cực hình. Các nhà thừa sai cảm thấy cơn bách hại đã đến nên vội rửa tội cho những người đã được chuẩn bị rồi rút lui với một số trẻ em mà các ngài đã chuộc lại được. Các ngài rút lui về bờ hồ phía nam, là nơi bệnh đậu mùa đang giết hại rất nhiều người. Số đông trẻ em sắp chết đều được rửa tội. Các ngài nói với một em bé 9 tuổi, con hãy cầu nguyện xin Chúa Giê-xu cứu chữa con. Nhưng em bé trả lời, bây giờ được làm con Thiên Chúa, con không sợ chết nữa. Được 3 năm, nhà vua qua đời, các vị thừa sai trở lại, dân chúng mừng rỡ. Dân được rửa tội trước đã rửa tội cho nhiều người khác nữa. Việc tông đồ khởi sắc, nhưng một viên chức của tân vương đã gieo nghi ngờ đối với các thành quả của các Kitô hữu, nhất là đối với Giuse Musaka, thủ lãnh các thị đồng. Người đã chống lại sự vô luân của ông. Ông ta tâu vua rằng, các Kitô hữu mưu chiếm ngôi vua. Các phù thủy bảo rằng bọn khởi xướng phải chết. Vua tin họ và Giuse bị thiêu sống. Lý Hình muốn trói ngài lại, nhưng ngài nói, tôi chết vì đạo mà lại tìm cách thoát thân hay sao? Một Kitô hữu không có sợ chết đâu. Nhà vua nghĩ rằng bản án này sẽ làm cho các Kitô hữu khiếp sợ. Trái lại, ngài càng có nhiều người theo đạo. Khi đi săn về, ông gọi tiểu đồng Mwafo 14 tuổi lại. Và khi biết rằng em đang học đạo với một thiếu niên tên là Dennis, ông truyền dẫn Dennis lại, la lớn, tên nô lệ khốn khiếp, ngươi dạy đạo hả? Và ông dùng lưỡi gươm tẩm thuốc độc sát hại Dennis.
giận dữ đi ra. Ông gặp Honorat và hỏi: "Mày cũng là Kitô hữu à?" "Phải." Và Honorat bị tra khảo, bị xẻ thịt. Bây giờ vua khám phá ra một tân tòng là Jacobe và tra gông vào cổ. Về nhà, ông thúc trống tập hợp các đao phủ lại. Bọn đao phủ và các phù thủy nhảy múa như được thoát khỏi ngục. Ngược lại, tại các nhà thị đồng, quang cảnh như thần tiên. Carolo Lawanga, chiến sĩ anh dũng nhất của triều đình, đã rửa tội cho em bé Kisito và ba trẻ em khác, dọn mình cho các em chịu chết cách thánh thiện. Ngày 28 tháng 5, nhà vua truyền thiêu sống các thị đồng dám cầu nguyện. Mawaga là con của một đao phủ. Ba của em khẩn khoản xin em trốn đi, nhưng em từ chối. Một chiến sĩ Kitô giáo nói với vua: "Con lên trời và cầu nguyện cho đức vua." Các phạm nhân mạnh dạn tiến đi chịu khổ hình. Gặp Pontiano, tên đao phủ hỏi: "Mày biết cầu nguyện không?" Vừa trả lời "biết", Pontiano bị chém đầu ngay. Những người khác nói: "Ở trên trời, Pontiano sẽ cầu nguyện cho chúng ta được can đảm chịu chết." Các vị tử đạo bị kèm cứng trong gông cùm, trong khi người con của đao phủ bị ép đến với cha mẹ. Họ phải đợi 6 ngày để chuẩn bị dàn thiêu. Đã đến ngày xử, Mwanga nhảy sổ đến nhập bọn tại pháp trường. Các vị tử đạo nói với nhau: "Chính tại nơi đây chúng mình được thấy Thiên Chúa." Các ngài bị đặt trên các tấm phên như những cây đuốc sống. Người ta đốt chân các vị tử đạo để mong các ngài thôi cầu nguyện. Nhưng các ngài đã trả lời: "Còn sống, chúng tôi sẽ không ngừng cầu nguyện." Một phù thủy nói với các ngài: "Thiên Chúa sẽ không giải thoát các ngài đâu." Bruno trả lời: "Ông không đốt cháy linh hồn chúng tôi được đâu, nhưng nó sẽ bay lên thiên đường." Dàn thiêu được đốt lên. Lời kinh lạy cha của các thánh còn vượt trên những tiếng la hét man rợ và những tiếng nổ lớp đớp của lửa lò. Người ta biết được là các ngài đã chết khi hết nghe tiếng các ngài cầu nguyện. Ông vua da đen tự nhiên chắc rằng sau tội ác này chẳng còn bóng dáng Kitô hữu nào trong xứ sở của ông nữa. Nhưng ngày nay, Al Granda có hơn nửa triệu tín hữu.